Cẩm nang này được bọc rất kỹ, ta nghĩ trong đó nhất định có bí mật không thể nói ra. Tĩnh Nhi, mẹ muốn mở nó ra coi thử. Mẹ, đừng bao giờ nha. Nếu như để Đại Hạng biết được, phải bị xử theo quân pháp đó. Tĩnh Nhi, con yên tâm đi. Mẹ là người lớn lên ở Giang Nam, mấy việc ma giá thiên hạ vô song. Mẹ coi xong sẽ mai nói lại, đảm bảo không ai biết. Tĩnh Nhi, trong đó đã nói gì? Thì ra Đại Hãn kêu chúng con sau khi tấn công Đại Lương diệt được Kim Quốc, lập tức xu quân Nam Hạ, tiến thẳng kinh thành Lâm An Đại Tống. Tiến thẳng Lâm An, tức là phải đánh Đại Tống chúng ta. Không sai. Trong đó còn đặc biệt nói rõ, nếu như con không có nỡ lòng, mẹ sẽ bị xử tội chết. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Con thân là thần dân Đại Tống, tuyệt đối không thể bán nước cầu dinh. Chuyện tới nước này, nhưng lúc Đại Hạng vẫn chưa biết chuyện, con và mẹ mau chóng rời khỏi Đại Mạc này đi. Vậy Tĩnh Nhi, con về thu dọn hành lý, mẹ mang lại cẩm nang đã. Trước khi trời sáng, con sẽ tới đón mẹ. Con cẩn thận cha ha. Mẹ đi thôi. Mẹ! Đại Hãn muốn gặp ngài. Kim đao phò mã. Đại Hãn, Quách Tĩnh đã được đưa đến. Quách Tĩnh, người to gan thật đó. Đại Hãn, Quách Tĩnh biết lần này đã phạm phải tội chết, nhưng chuyện này không liên quan tới mẹ của tôi. Xin Đại Hãn hãy thả bà ra. Hồn lao, ta nói với người coi như có ơn dưỡng dục, là đem con gái gả cho người, vậy mà ngươi muốn phản ta. Người lấy quan báo đức như vậy, lấy gì mà xin tha tội chứ? Đại Hãn, nếu như ngài biết phản bội là không đúng, tại sao ngài biết tôi là thần dân Đại Tống, vậy mà muốn tôi bán nước cầu dinh, đẩy tôi vào chỗ bất nghĩa chứ? Hồn lao, người thật đã mang tội, còn cả gan cãi lại ta. Đại Hãn, Quách Tĩnh trước giờ rất tôn kính ngài, bởi vì ngài nói được làm được, thủ tính trọng nghĩa. Nhưng lần này Mông Cổ và Đại Tống đã liên minh trước, vậy mà ngài lại phản bội binh ước, tấn công Đại Tống. Ngài nói rồi nuốt lời, cứ tôi làm sao tôn trọng ngài đây? To gan, người đâu, để ra ngoài trảm. Dạ. Đao Hạ Lưu Nhân. Cha, Quách Tĩnh sao rồi? Quách Tĩnh huynh đệ đã từng nhiều lần giúp Mông Cổ chúng ta lập nhiều đại công, và năm đó cũng đã cứu mạng của Đại Hãn. Xin Đại Hãn thủ hạ lưu tình. Cha, cha đã hứa với con sẽ không làm hại hai mẹ con Quách Tĩnh mà, sao bây giờ nuốt lời? Cha. Được, giờ ta sẽ cho ngươi con đường sống. Nếu như ngươi giúp ta diệt được Đại Tống lấy công chuộc tội, ta phong ngươi làm Tống Dương, cho ngươi thống trị giang sơn của Nam Triều. Nếu ngươi còn không biết suy nghĩ, đừng trách ta tại sao lại vô tình. Quách Tĩnh huynh đệ, đệ từ nhỏ đã lớn lên ở Mông Cổ này, chúng ta cũng tự hỏi đã coi đệ như người Mông Cổ. Hiện nay Tống Triều suy kiệt, với lại năm xưa bọn chúng cấu kết người Kim hạ chết cha của đệ, ép mẹ của đệ không nhà để về. Quốc gia như vậy đệ còn hiếu trung làm gì chứ? Đại Hãn tôi nhận đệ, dưỡng dục đệ thành người. Thật ra Mông Cổ mới là quốc thổ của đệ. Quách Tĩnh huynh đệ nghĩ kỹ đi. Đúng đó Quách Tĩnh, chúng ta chơi từ nhỏ tới lớn mà, mọi người không có hại huynh đâu. Hay là huynh nghe lời của cha đi hả? Có được không? Không được. Quách Tĩnh vô ý phản bội Đại Hãn, nhưng mà Đại Hãn kêu tôi bán nước cầu dinh, tôi chết 1.000 lần chết 1.000 lần tôi cũng không đồng ý đâu. Người đâu, đem cái này đưa vào đây. Tĩnh Nhi. Mẹ. Tĩnh Nhi. Quách Tĩnh, ta hỏi lại ngươi lần nữa, nếu ngươi chịu làm theo ý của ta, hai mẹ con của ngươi có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Nếu như không làm, ta một dao giết chết mẹ ngươi để ngươi làm con bất hiếu. Mẹ, tôi... Đại Hãn, con người Tĩnh Nhi ngu đần, nó chỉ nhất thời nghĩ không thông thôi, để tôi thử khuyên nó. Cũng là Quách đại nương bà hiểu biết đại nghĩa. Tĩnh Nhi, con qua đây. Tĩnh Nhi. Tĩnh Nhi, trong đêm gió tuyết 20 năm trước, cha con và Khâu đệ trưởng kết thành tri kỷ, còn tặng một cặp chủy thủ. Một cây cho con, một cây cho nghĩa đệ con. Ông ấy đặt tên con là Quách Tĩnh, còn nghĩa đệ của con tên là Dương Khang. Con có hiểu đó là nghĩa gì không? Là muốn chúng con đừng bao giờ quên nỗi nhục Tĩnh Khang.
nghĩa đệ con nhận giặc làm cha, sớm đã bị thân bại danh liệt. Đáng tiếc là Dương Dị Túc cả đời anh minh đã bị con cháu hậu thế làm nhục. Năm xưa mẹ nhẫn nhục sinh sống ở Đại Mạc, dưỡng dục con thành người. Không lẽ người mà mẹ nuôi lớn lại là giặc bán nước, để cha con ở dưới Cửu Tuyền chết không nhắm mắt? Mẹ, trăm năm cuộc đời chớp mắt sẽ qua, quan trọng nhất là cả đời làm việc không thẹn với bản thân. Con phải ghi nhớ những lời mẹ đã nói. Tỉnh Nhi, con phải tự chăm sóc mình thật tốt. Quan đại nương, mẹ, mẹ, mẹ. Mặc lại ăn. Phải nhớ, vấn đề phải bắt sống. Dạ hẳn. Cha, Quyết Tĩnh đâu? Cha nói nghĩ cách giữ họ lại mà, tại sao bây giờ cha không giữ lời vậy? Quyết đại nương, Quyết đại nương, Quyết đại nương, Quyết đại nương, Quyết đại nương. Thank you.